Sáng nay 19 tháng 3, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Hai bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Đỗ Hoàng Việt, con trai bị cáo Dũng, Phó Tổng Giám đốc, cùng 13 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, tòa đã triệu tập 6.630 bị hại. Tại phiên tòa, hơn 1.000 bị hại đã tới tham dự phiên xử. Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân ba công ty phát hành chín gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho tập đoàn Tân Hoàng Minh để phát hành được trái phiếu các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi thủ đoạn gian dối hợp thức điều kiện hồ sơ phát hành thủ tục chào bán giao dịch trái phiếu nguy tạo các hoạt động kinh doanh không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn thông đồng các bị cáo thuộc các đơn vị kiểm toán hợp thức số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để hợp thức các công ty này có đủ điều kiện phát hành trái phiếu ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu chạy dòng tiền khống thể hiện việc công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ ba công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm huy động chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 20 ngày. Đăng ký theo dõi kênh YouTube truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.